Xin chào mọi người ha. Hôm nay mình sẽ check pin lên xe để giao cho năm anh. Ngày mai mới bỏ ra 250 ngàn tiền test luôn đó. Mọi người an tâm ha, pin người này rất là ngon ha, tài xế nè. Anh em nào mua pin thì nhanh chóng đăng ký đăng hệ liên hệ để mình sắp xếp với tài xế để ghép nhiều xe đi chung lại với nhau ha. Tiền xe rất là thấp nha. Xe ok rồi, ai nói gì đâu. Trời ơi, son đi đỏ luôn á. Ai nói gì đâu. Rồi mình xin giới thiệu với mọi người, hôm nay mình sẽ chất lên xe 30 mấy tấm pin Vsun 450W. Đây là pin hai mặt kính nha mọi người. Mắc cỡ đây... quay sống hoài. Nè, tài xế nè. Đây là pin H-cell, mono H-cell, công nghệ 9x3, nó là hai mặt kính nên hiệu suất pin rất là cao ha. Pin là hai mặt kính nên là cái dây này nè, nó không có dán vô mặt sao không sợ. Pin này là loại hai mặt kính nên nó nặng ha, trên cái tài xế ông rên luôn rồi đó. Ông rên chắc pin chứ ông bị yếu luôn rồi. Mệt luôn rồi. Giờ mình sẽ lên xe 30 mấy tấm Vsun và 6 tấm AC test ha. Pin Vsun này là pin mono 450W. H-cell 9W3 mình bán với giá là 6.150 đồng 1W. Cái giá này mình bán là đã rất là thấp rồi nên những ai mua pin thì sẽ tự chịu cái chi phí vận chuyển ha mọi người. Mình không có bao cái chi phí vận chuyển. Nhưng mà mấy anh em muốn mua thì đăng ký. Rồi mình ghép được nhiều anh em đi chung với nhau thì tiền xe rất là thấp, chỉ có mấy trăm một người thôi. Mua nhiều bao vận chuyển. Còn những ai mua trên 10kg thì sẽ tặng 500.000 tiền vận chuyển ha. Ở video trước anh có nói rồi ha. 500.000 vậy? Tặng đẩy chuyến xe đi. Rồi bán nhỏ lẹ. Còn ai lại mua hết đóng ở nhà thì sẽ bao luôn chi phí vận chuyển ha. Đẩy cho bà con ta mua. Rồi mình nói vậy thôi chứ ai mua ít thì mình sẽ ghép nhà mọi người lại cùng một tuyến đường thì mình sẽ gửi đi chung để cho nó được giảm cái chi phí tiền xe nha mọi người. Tại vì mình gửi bưu điện thì nó không có an toàn bằng. Cái này mình chất lên xe tải ảnh ràng rất là kỹ ha. Tới chỗ thì mọi người nhận pin rồi kiểm tra kỹ coi là tấm pin có còn nguyên dạng hay không nha. Nay ông chủ nhà nào cũng sợ bể pin cho nên là dặn rất là kỹ, nhưng mà an tâm đi, này tài xế chuyên nghiệp, với lại chiếc xe này chở ở đó giờ biết bao nhiêu pin nữa đó. Rất là may mắn. Trước còn phía hai á, chiếc xe này chở pin okay. Đi lắp quà lưới bán điện á mọi người, nên làm rất là thường xuyên rồi ha, cho mọi người cứ an tâm. Thì khi nhận thì mình cũng kiểm tra, nhận pin thì mình cũng kiểm tra rõ đàng hoàng coi pin có còn nguyên dạng hay không, với lại những phụ kiện kèm theo á. Mọi người khi nhận nhìn kỹ coi phải cái bịch đó ghi tên của mình không ha, rồi kiểm tra cái số lượng bên trong á với cái tờ giấy mình đã ghi kèm theo á, coi nó có đầy đủ, coi mình có bị sót cái gì không á thì liên hệ liền nha. Với lại kiểm là đúng của mình không để nó nhầm qua cái của người khác, tại vì mình ghép nhiều người đi chung với nhau. Nhắc lại nha mọi người, đây là pin hai mặt kính nên cái hiệu suất nó rất là cao. Nào, bán pin này xài điện thoại mới xài nha. Bán pin giá rẻ quá mà. Điện thoại mua có mấy trăm ngàn mà đang sống cái gì? Tại vì bán pin giá rẻ nên không có dám mua điện thoại nhiều tiền. Sao? Không muốn mà chết con. Hồi lúc trước có một số anh em mà muốn mua một tấm á mọi người. Vậy thì bây giờ mọi người cứ liên hệ rồi mình ghi nhận lại ha. Nếu mà trên cùng một chuyến đường mà mình gửi pin luôn á thì mình có thể gửi luôn cho nó an toàn, không phải gửi việc theo post hoặc là bưu điện ha. Người ta chất nhiều hàng thì tấm pin nó cũng không an toàn lắm. Mình nhắc lại ha, những ai mà muốn mua pin á thì nhanh chóng liên hệ. Pin này là pin Vsun của Việt Nam sản xuất ha, 450W. Pin hai mặt kính. Mono half cell, công nghệ 9x3, hiệu suất là 20.3% lận. Tấm pin này hai mặt kính nó nặng 20 mấy ký lận nha mọi người. AC test còn luôn. AC test vẫn còn. Pin này là pin hai mặt kính nên những ai mà lắp á mình có thể lắp cái vàng á, rồi mình
lắp pin lên thì hiệu suất nó sẽ cao hơn nữa nha mọi người. Ai mua thì liên hệ rồi mình ghép xe lại, yên tâm đi ha, ghép xe lại thì mà cái tiền vận chuyển nó không có nhiều đâu, với lại cái anh này ảnh chở pin quen rồi nên ảnh lấy giá cả phải chăng lắm nha mọi người. Còn những ai mà mua 1, 2 tấm hết á thì nhanh chóng đặt đi, đặng cùng chuyến đường mình chở mình giao thì mình sẽ gửi được luôn, đặng cho nó tiện. À, lúc trước cũng có mấy anh em mà nhắn ở trên YouTube là muốn gửi 1 tấm á, nhưng mà không có để lại số điện thoại nên mình không có biết cách liên hệ. Bây giờ ai muốn mua thì liên hệ rồi mình ghi lại, rồi mốt mình sẽ ghép lại hoặc là gửi chung với những cái chuyến xe mà tiện đường á. Chuyến xe không đồng luôn. Tiện đường mà không đồng luôn á. Không đồng luôn, giao dùm luôn. Nghe chưa, tài xế nó tiện đường là giao không đồng luôn. Không đồng luôn, không lấy tiền luôn. Tình cảm nữa. Có chai nước uống là được rồi. Quá, quá ok luôn. Đây mình đang chất 30 mấy tấm pin V-Sun lên xe nè mọi người. Để sáng mai đi sớm giao cho mấy mấy anh kia. Thấy không, mọi người thấy không, chất pin anh em tranh thủ trên kênh tranh thủ chừng chiến 2 chiếc xe nữa là hết pin rồi, tranh thủ để hết đợt pin này rồi không biết là đợt pin khác cái giá có được vậy không nha. Đợt pin này là giá với cái chất pin này mà giá vậy là nó rất là khủng khiếp. Pin rất là đẹp luôn nha, pin loại A ha, chắc chắn loại A, giấy tờ đầy đủ, xong hồ sơ đẳng đầy đủ à. Đấy, anh em lấy lệ đi chứ lần sau không biết pin có giá được vậy không á. Đấy, thì nói vậy. Đúng rồi, mọi người tranh thủ nghe, tại lần trước ở phía Thai á, lắp pin là không có được cái giá này đâu, giá pin cao lắm mà pin nhỏ quá hơn chứ không có được loại mà 450W mà 2 mặt kính giống vậy đâu. Lúc trước pin V-Sun mà 1 mặt kính là đại giá nó đã rất là cao rồi. 20 hay gì là đó, còn 10 tấm đó đó. Hết đâu 30 tấm hả? 11 tấm nữa. Biết nữa vua nè. 11 tấm. Nhiều tấm nữa. Mình chất lên đi rồi mình kiểm lại coi. Quá là thấy rồi, mình đã đợi cho chủ viên này, thấy con kia nó khổ không? À, trời, anh tài xế à, anh đi là đã giá rẻ rồi mà anh khiêng riết vào anh rên quá, anh bị yếu luôn nè, khóc la quá trời luôn nè. Đi ban đêm mới khổ không? Thì chứ giờ không lẽ mình ngủ rồi, chứ không ngủ rồi. Ê, mai lượm được mớ, lượm được mớ sống qua mùa dịch, trời ơi. Mấy thằng kia dịch nè, khổ mọi người luôn. Coi mình đang chuyển pin lên xe nè. À, thấy không nè, mặt sau có tấm pin nè, cái khung nhôm nó rất là dày nghe mọi người. À, khung nhôm này nó dày hơn những loại pin khác ha, nhôm rất là chất lượng luôn. Đi cũng kia trước mà đi được rút quà phải không? Không biết cái chất pin mà đem quà bắt máy. Này pin V-Sun sắp chất xong cái loại pin V-Sun rồi nè mọi người. Cái lịch bỏ của chi? Ông chủ xe này ông chở chuyên nghiệp rồi ha, nên ông chất pin ông lót kỹ rồi. Ở dưới là có rồi, lót rồi. Mới ra đài truyền hình Bình Dương. Bình Dương xong ra Long Khánh, Long Bình Dương xong ra khu nghiệp tuần này. Đúng rồi, 5 điểm á. Có 2 lần pin nè. Năm rồi ở fit 2 thì pin giá rất là cao rồi mọi người. Lúc này là tại vì chưa có fit 3 nên pin nó mới có giá này. Giá pin V-Sun 450W nhưng chỉ có 6.150 đồng một watt thôi. Mọi người nhìn đây, mặt thứ hai của nó, mặt sau lưng nè, mặt kính rất là đẹp. Đây là quay. Ai thích thì nhanh chóng liên hệ đặt hàng. Rất là đẹp luôn nha. Đây là mặt sau nè.
mặt trước quay lại đó, trước đây, đây là mặt trước nè mọi người đó. Mono 450W hard cell nha. Bên này mình không chơi thì chơi bên gì? Cái khung nhôm nó rất là dày, khung nhôm nó lớn hơn những loại bên kia nha mọi người. Nhôm rất là chất lượng luôn. Cái đó phải leo lên trên. Cái đó leo lên trên rồi ngồi hai người chuyền vô á. Ngồi hồi leo lên trên á. Rồi, người tắm nữa là đủ phải không? Cái chỗ em làm dấu á. Cái giấy xé này hả? 31. Ờ vô tắm vậy? 31. 31 tắm hồi nãy là mấy tắm lạ vậy má chờ lên chưa? Chưa, tắm lạ là riêng. Tắm lạ bao nhiêu tắm? 6 tắm acetate. Tổng cộng là 37 tắm hả? Đúng. Rồi. 37 nè mọi người nhìn ha, hai mặt kiến mặt sau rất là đẹp ha. Thôi để lại đi còn nhiêu rồi để trên lót giấy để trên. Ai mua thì nhanh chóng liên hệ để mình ghi nhận lại, chung cùng một chuyến đường thì mình cho xe ghép đi chung chuyến để cái phí vận chuyển nó thấp nha mọi người. Cái anh này anh chở pin thường xuyên rồi nên giá cả anh lấy cũng phải chăng lắm. Chiều ảnh báo giá cho mọi người thì mọi người nói vậy là rẻ rồi. Em ngưng rồi đếm cái 31 mà em chắc phải không? Rồi bây giờ mình đang lên cái pin acetate nè mọi người. Thì nó lớn không có điều nhau. Cái anh mà nhận 6-8 acetate á, khi nhận mình thấy pin acetate thì nó chỉ có một mặt kính thôi nha. Mặt ngoài xa nó màu trắng nè. Anh nhận đúng cái pin của mình ha. Dài bằng không? Dài bằng không? Dắn hơn. Ồ, vậy nó lọt lòng hết anh. Giờ phải lấy miếng giấy để chêm ơi. Chêm kiểu nào đó? Chêm giấy hai đầu mới được. Giờ lấy thùng giấy không? Lấy giấy, bỏ giữa ha. Giấy chêm hai đầu nè. Cái giấy chêm hai đầu nè. Sợ nó bị rớt vô cái bụng của người kia. Lấy giấy để vô. Chêm đầu này. Chêm cho nó. Cho nó bằng đầu phải không? Chêm bằng đầu. Giờ mình lên mấy tấm acetate nha mọi người. Này pin acetate cũng là pin 450W luôn. Pin này là pin của Đức. Pin này chất lượng và cũng có tiếng trên thị trường ha. Đây, cũng là mono half cell, công nghệ 9.3 luôn. Nhưng mà pin acetate này thì chỉ có một mặt kính thôi. Cái giá pin này cũng rẻ so với hồi năm rồi mọi người đi lắp. Cái giá mình bán ra đây là 6.400 một watt nha mọi người. Mình nhắc lại ha, pin V-Sun của mình là giá 6.150 đồng một watt, còn pin acetate 450W luôn, giá là 6.400 một watt. Cái giá này mình bán rất là rẻ nên cái chi phí vận chuyển thì mọi người phải tự chịu ha. Những ai mà ở Châu Thành hay là ở trong tỉnh Long An hoặc là ở khu lân cận á, mình có thể chạy đến nhà xem coi cái pin có chất lượng hay không. Mình mua mình trở về. Những người mở gần mà mua, những người mà mua 1, 2, 3 tấm mình có thể chở bằng Honda về luôn á. Ok không, lấy vài tấm nữa. Mình đi hai người ôm cũng được, hoặc là một người ràng chở cũng được luôn mọi người. Cái này mình chở mình chạy chậm chậm được hết trơn à. Hổng cũng có mấy anh kia ghé nhà mua chở về bằng Honda luôn. Lấy giấy chìm hai đầu cho nó chắc để nó lọt hơn. Cái tấm pin acetate nó hơi nhỏ hơn tấm pin V-Sun xíu. Bây giờ một người giác, một người gieo, nó dựng người đi. Mình còn một số tấm pin V-Sun 450W, hai mặt kính. Pin acetate cũng vậy, cũng là pin 450W luôn. Nhưng chỉ có một mặt kính ha. Pin V-Sun là của Việt Nam. Còn pin acetate thì của Đức. Công nghệ Đức ha. Vô lọt hết luôn hả?
cho nó vô lọt hết luôn hả? Nhắm được không nha? Tập hợp thầy không? Hỏi được không nha? Cho dựng kinh sát rồi. Rồi, đất. Dĩnh dĩnh vô con đâu? À, chưa mà. Thao, 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 để con chui ra đó. Dĩnh ngâm hết, dĩnh ngâm. Rồi, rồi. Nếu ngoài 3 tấm nữa là hết á. Nè, mọi người thấy không? Chắc ngay ngắn ràng rịch lắc và chắc chắn nha mọi người, nên đi pin nó rất là an toàn. Còn nếu mà mình gửi những anh ở xa mà mua có một vài tấm á, thì gửi thì bưu điện thì cũng được á, chi phí thì nó cũng cao chứ nó không rẻ đâu, nhưng mà nó cũng hơi hơi hồi hộp xíu à, tại vì pin của mình thì nó có thể bể ha, nó chất chung với những hàng khác á, giật nặng đè lên nó thì nó bể mặt kiến. Thì còn dư mà chơi. Không, không dư đủ rồi. Binacitest này cũng là pin lớn luôn nha mọi người, 450W. Mono half cell cũng là công nghệ chính thức tay luôn. Nhờ pin này thì pin nó của thương hiệu Đức. Nên giá nó hơi nhích hơn xíu là 6.400 1W. Okay. Còn pin V-Sun đây. Ngon. Pin V-Sun nó lớn hơn xíu ha, cái khung nó lớn hơn. Cũng là 450W. Hai mặt kính, nhắc lại ha, đây là V-Sun hai mặt kính mà 450W. À, cái giá này thì chỉ có tại thời điểm này thôi nha, chứ những năm trước lắp pin để quà lưới á, thì không có được cái giá này đâu. Nó rất là cao. Rồi xong, hoàn thành xong. Nhớ bỏ mấy cái phụ lục cục kia lên nha. Rồi xém quên á. Rồi cảm ơn thằng. Cảm ơn không nhiều. Những anh em và những chú mà mai nhận pin á thì kiểm tra đúng loại pin của mình ha. Tại lần này đi nó có hai loại, V-Sun với Acitest, với lại những cái phụ kiện nè. Những cái phụ kiện mà mình soạn sẵn rồi thì nhớ là nhìn coi đúng tên của mình không nha. Đây mình còn một số pin V-Sun và một số pin Acitest. Những ai thích thì nhanh chóng liên hệ ha, để mình ghép xe đi chung mọi người. Ghép xe đi chung giá rất là rẻ luôn, chỉ có mấy trăm ngàn một người thôi. Mà đi rất là xa luôn mà chỉ tốn có mấy trăm ngàn thôi. Rồi nhập khi tôi nói không á, qua cái tỉnh đó cái giấy phép mình nó cho qua đây ông chủ đó. Ông chủ xe ông ràng pin rồi mọi người đó, ông chủ xe ông leo luôn ràng nè. Có hiệu lực một tỉnh hả? Tỉnh khác được hả? Đúng rồi, chứ là kỳ đấy. Ở đúng rồi, ở đây Tiền Giang mình nè. Mấy cái chỗ khác 72 giờ ra cầu lý cái đụng máy tôi 48 tiếng hồ kìa. Dễ ăn lắm. Rồi bỏ mấy cái phụ tùng lên, nhớ giao coi đúng tên nha. Hỏi tên gì mấy tấm rồi cái bịch nào tương ứng có tên á, em có ghi tên hết rồi đó. Cái này khuyến mãi không? Khuyến mãi. Hoành thu, hoành thu. Hoành thu quá. Đó là khuyến mãi nè, khuyến mãi. Chứ bình thò đâu có khuyến mãi gì không? Đủ dơ giấy tờ, giấy tờ nữa. Đó là mọi người thấy không? Nè. Ồ, còn dư đường khoảng kìa, quá tiện luôn ha, ràng lại cứ ngắt là mọi người. Tài xế chuyên nghiệp ha, tài xế chuyên chở pin. Năm rồi đi lắp ở những chỗ khác nè, lắp rất là nhiều á, thấy tài xế ràng pin chuyên nghiệp rồi. Ta đầu nhớ gì, tài xế nhiều vợ sao mày đã nhiều rồi? Có chứ, nhiều vợ chứ không, vợ đâu? Có vợ là còn nhiều thôi. Bò rải từ ở đâu mình phố Cà Mau hả? Ở vợ chứ bò rất nhiều lắm. Còn bữa nay tôi đi chuyên nghiệp hơn. Đây là tiền nè, còn đây là tiền xe nè. Đó, nhiệm vụ mỗi người phải thanh toán hai loại nè, tiền nè. Tiền xe nè. Tiền pin chứ. Tiền xe nè. Không, tiền xe để riêng. Trời ơi, để vậy cho người ta biết nè, tiền xe đó. Thấy không? Cái này. Đây, tiền xe. Đó.